cục kẹo, 4 cục kẹo, 5, 6, 6 cục kẹo. Đếm hoài luôn á trời, sáng giờ đếm hoài luôn á. Chị Việt Thi, em hỏi chị nè, chị có bạn trai chưa? Có bạn trai gì? Chị chơi bạn gái thôi chứ. Trời ơi, chị Việt Thi chơi với bạn gái rồi. Thì tất nhiên rồi. Hồi bữa nhà có nguyên đám bạn kia kìa, là con trai luôn á. Nó lại nó ghẹo chị, chị đánh nó một cái nha. Con nhỏ này. Nè, mình trả bạn á, xin lỗi nha. Ủa, bạn xin lỗi mình chi vậy? Thì hồi nãy mình đụng trúng bạn á, mình làm vớt kẹo của bạn. Nè, thôi mình cho bạn luôn á. Cái gì vậy? Kẹo của bạn mà. Nè, cầm. Ê Nơ, ai vậy? Em của tôi đó. Ừ, kệ ông. Đi học, nhanh lên bệnh, trễ học rồi nè. Việt Thi, Việt Thi. Ê, bạn. Cái gì nữa? Mình nói xin lỗi bạn, mình trả kẹo cho bạn rồi mà. Mình còn muốn gì nữa? Mình tên là Bình, còn bạn tên là gì? Nu. Nu? Ừ. Bạn có thể cười với mình một cái được không? Tại sao phải cười? Để chúng mình làm quen. Nè, cười giống như mình nè. Nè, bạn cười đi, mình cho bạn cục kẹo. Không cần đâu. Được chưa? Bạn cười xinh quá à. Bạn tên gì vậy? Nu. Nu. Bạn cười với mình cái nữa được không? Sao phải cười nữa vậy? Để làm quen thêm một lần nữa. Cho bạn 22 cục kẹo. Xin khỏi. Được chưa? Thôi, trễ rồi, mình đi học nha. Ê, Nu, Nu ơi, Nu. Nu, mặc dù tên rất xấu, nhưng mà khuôn mặt bạn ấy rất là dễ thương. Bình, bỏ cái mắt kính xuống coi. Nhanh lên. Cái gì mà điêu đẹp. Con bé kia, ngẩng mặt lên coi. Làm nhìn có cái mặt xuống vậy. Nhìn chị nè. Này cái đứa này, đi ăn còn hiện đi nữa. Bình ơi, sao bạn nói bạn hẹn có mình mà sao còn ai đây nữa? Thì ban đầu là vậy, nhưng mà coi bộ hôm nay Bình giàu nha. Bao kem ba đứa luôn. Nhờ tiền em để ông heo nên mới được đó. Nu ơi. Ê, bỏ cái tay xuống. Làm gì vậy? Làm gì mà đụng chạm nhau vậy hả? Con nít con noi à, không được đụng chạm nghe chưa. Ngồi im. Nu ơi, bạn ăn cái gì? Ê nhóc, tên gì? Dạ em tên Nu. Cái gì? Cái gì Nu na Nu nóng gì đây? Thì Nu tên gì mà nghe khó chịu à? Họ và tên. Dạ em tên Nu. Là em tên Nu á. Thì biết là tên Nu rồi. Gia đình sao? Ba mẹ ở đâu? Làm nghề gì? Rồi quen được Bình nhà chị bao lâu rồi? Trả lời đi. Chị hỏi gì mà nhiều chứ, sao người ta trả lời? Thì phải hỏi đàng hoàng chứ. Cái thằng này khó chịu à. Chị bạn Vũ à, nó ăn kem với bạn đâu. Trả kem trả nước cho bạn nè. Mình đi về. Nu. Bên. Ngồi em. Đó, thấy chưa? Con gái con đứa gì á, mới hỏi có vài câu à, lại bỏ về rồi, chẳng nảy rồi. Thấy chưa? Chị cấm nha. Chị cấm không có được quen mấy người con gái yếu đuối như vậy nghe chưa? Nghe chưa? Chị đúng là quá đáng đó. Em nghĩ chơi với chị luôn. Trời, cái thằng này hổ. Mày Bên, chị không tốt với em mà. Bên. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta. Phong ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình
dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.